Chúng mình có phép tính 4 nhân với 7. Và nếu chúng mình thuộc bảng nhân 4 thì chúng mình có thể thực hiện phép tính này cực kỳ dễ dàng. Nhưng nếu tự nhiên mình quên mất bảng nhân 4 thì mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? Chúng mình có thể sử dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng để giải phép tính này nhé. Ở phía dưới này chúng mình có một đàn sóc và đàn sóc này đang đứng thành mấy hàng đây nhỉ? Chúng mình sẽ cùng nhau đếm nhé. Đàn sóc này đang đứng thành 1, 2, 3, 4 hàng. 4 hàng, chúng mình sẽ vẽ 4 hàng vào đây nhé. Mình sẽ viết ở đây là 4 hàng. Và đàn sóc này đang đứng thành mấy cột nhỉ? Chúng mình có thể đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đàn sóc này đang đứng thành 7 cột. Đàn sóc này đang đứng thành 7 cột nhé. Vậy là đàn sóc này đang thể hiện cho phép tính 4 nhân với 7. 4 nhân với 7 phải không nào? Để dễ dàng tính phép tính này thì chúng mình có thể tách số 7 thành hai số có tổng bằng 7. Ví dụ như 5 và 2 chẳng hạn. Để mình chia đàn sóc này thành hai nhóm nhé. Mình sẽ chia đàn sóc này thành hai nhóm. Nhóm bên trái của mình thì sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 cột. Mình sẽ viết vào đây nhé. Nhóm bên trái có 5 cột. Và nhóm bên phải chúng mình có mấy cột nhỉ? 1, 2. Nhóm bên phải chúng mình chỉ có 2 cột thôi. 2 cột. Vậy là thay vì có 7 cột, thì mình lại có hai nhóm, một nhóm 5 cột và một nhóm 2 cột. Vậy thì mình có thể viết lại phép tính này bằng 4 nhân với, thay vì 7 thì mình sẽ viết nó bằng 5 cộng thêm 2 nhé. Tại sao mình có thể viết được như thế này nhỉ? Mình sẽ viết nó ở trong dấu ngoặc, bởi vì dấu ngoặc sẽ thể hiện rằng chúng ta cần làm phép tính trong dấu ngoặc trước, rồi mới làm phép tính ở phía ngoài dấu ngoặc. Vậy nên mình sẽ lấy 5 cộng với 2 trước, sau đó mới nhân với 4 và mình sẽ có 4 nhân với mở ngoặc 5 cộng 2 đóng ngoặc bằng với 4 nhân với 7 nhé. Khi ta chia số sóc này thành hai nhóm, một nhóm 5 cột và một nhóm 2 cột thì chúng ta đã có hai phép tính khác nhau. Chúng ta có phép tính 4 nhân với 5 và phép tính 4 nhân với 2. Và chúng mình lưu ý rằng hai phép tính này cộng lại sẽ bằng 4 nhân với 7 nhé. 4 nhân với 5 cộng với 4 nhân với 2 sẽ bằng 4 nhân với 7 như tổng số sóc mà chúng ta có ở đây. Vậy thì đó chính là cách mà chúng ta khai triển 4 nhân 5 cộng với 4 nhân 2. Như vậy chúng ta có thể viết lại phép tính này bằng 4 nhân với 5 cộng thêm 4 nhân với 2 nhé. Đó chính là cách mà chúng ta khai triển 4 nhân 5 cộng với 4 nhân 2. Chúng mình đã phân phối số 4 vào trong từng số hạng của tổng này. 4 nhân 5 và 4 nhân 2. 4 nhân 5 cộng với 4 nhân 2 sẽ bằng 4 nhân 7. Và bây giờ chúng ta đã có hai phép tính dễ dàng hơn rồi. Chúng ta có thể dễ dàng tính được kết quả của cả hai phép tính này nhé. Nó sẽ bằng 4 nhân 5 bằng 20. 5, 10, 15, 20 đúng không nhỉ? Và 4 nhân 2 sẽ bằng 8. Vậy kết quả cuối cùng mà mình sẽ có là 28. Và nếu chúng mình nhớ bảng nhân 4 thì chúng mình cũng có thể nhớ rằng 4 nhân với 7 bằng 28. Vậy là chúng mình đã thực hiện đúng rồi nhé. Nếu các bạn chưa tin thì mình cũng có thể thử với một phép tính khác. Ví dụ như là 6 nhân với 9. Nếu mình nhớ bảng nhân 6 thì phép tính này mình có thể thực hiện rất dễ dàng rồi. Nhưng nếu mình không nhớ thì cũng không sao cả nhé. Chúng mình có thể viết lại 6 nhân 9 bằng 6 nhân với 10.
trừ đi 1. 10 trừ 1 thì sẽ bằng 9. Và 6 nhân với 10 trừ 1 ở trong ngoặc thì cũng sẽ bằng 6 nhân 9. Và nó sẽ bằng 6 nhân 10 trừ đi 6 nhân 1. Các bạn chú ý nhé, mình đã phân phối 6 vào từng số của hiệu này. Mình đã thấy 6 nhân với 10 trừ đi 6 nhân với 1. Và bây giờ thì dễ hơn rồi phải không nào? 6 nhân với 10 thì sẽ bằng 60. 6 nhân với 1 thì sẽ bằng 6. Mình sẽ có 60 trừ 6 rồi bằng 54. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng 6 nhân 9 thì cũng dễ mà, tại sao mình phải viết lại dài dòng như vậy chứ? Nhưng đối với một số bạn thì phép tính 6 nhân 10 và 6 nhân 1 sẽ dễ thực hiện hơn nhiều là phép tính 6 nhân 9 nhé. Và đây sẽ là kỹ năng giúp bạn chia nhỏ vấn đề và dễ nhầm hơn trong đầu. Mình nhắc lại nhé, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng là mình sẽ lấy một số, một thừa số của phép nhân và mình sẽ nhân phân phối nó vào từng số hạng ở trong tổng. Ví dụ như mình sẽ lấy 4 x 5 cộng với 4 x 2 và nó cũng sẽ bằng 4 x 7 như lúc đầu.